Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn gọn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nghĩ đến cái chết thì chúng ta buồn. Nếu cái chết đó là cái chết của người thân yêu của chúng ta, hoặc là nếu cái chết đó là cái chết của chính chúng ta, thì có lẽ chúng ta lo, chúng ta sợ. Cũng một số ít người đã sẵn sàng đón nhận cái chết thì bình an hơn. Nhưng đa số thì chúng ta muốn tránh khỏi cái chết đó. Và cái ngôi mộ nó là biểu tượng của cái chết. Cái ngôi mộ nó là biểu tượng của cái chết. Nên nhiều khi chúng ta đi ngang nghĩa trang, chúng ta nói có cảm giác sợ ma. Không phải đâu, cái chính yếu là chúng ta sợ cái chết. Cái cảm giác mà chúng ta cho rằng là sợ ma đó, thì bản chất nó là cái cảm giác mà chúng ta sợ cái chết, nó xuất hiện khi chúng ta thấy các ngôi mộ. Hôm nay bà Maria Magdala, ông Phêrô và ông Gioan đi ra mộ, và họ thấy trong mộ không có xác chết, trong mộ không có người chết. Cái mộ mà không có người chết, không có xác chết thì không có còn gọi là mộ nữa. Mộ thì phải có xác chết, phải có người chết. Nên cái hình ảnh trong hội thánh hay nói, tức là ngôi mộ trống, thì trước tiên đứng về mặt ý nghĩa bình thường của chúng ta, cái ngôi mộ trống cho chúng ta một cái lời giải đáp, hay nói đúng hơn cho chúng ta một đức tin, nhờ đó chúng ta vượt qua sợ hãi của cái chết. Cái ngôi mộ chúng ta thấy đó, nhưng bây giờ nó không còn ý nghĩa đích thực là cái chết nữa, ít nhất là đối với cái ngôi mộ của Chúa Giêsu. Nó không còn là biểu tượng của cái chết nữa, bởi vì nơi đó không còn xác chết. Và ngôi mộ không còn xác chết thì nó có cái gì trong đó? Nếu đó là một cái đất hoang của một người nghèo nào đó, họ không có đất canh tác, họ đến cái mảnh đất không còn ai chôn nữa, người ta đã đào các huyệt lên, thì họ cũng sẽ cày cái đất đó lên và bắt đầu trồng tỉa. Và từ đất đó bắt đầu mọc lên những cây và đơm hoa kết trái. Cái biểu tượng sự chết khi nó không còn ý nghĩa nữa, cái sự chết không còn ở đó nữa, thì sự sống có cơ hội bắt đầu được lớn lên, bắt đầu được phát triển. Đó là ý nghĩ bình thường của chúng ta, đứng về mặt tự nhiên của con người, chúng ta suy luận để nói với nhau. Nhưng về mặt lời Chúa ngày hôm nay, khi tác giả Gioan mô tả cho chúng ta việc người môn đệ
được Chúa Giêsu thương mến chạy đến trước nhưng không vào. Sau đó khi ông Phêrô vào thì ông mới vào theo sau. Và tác giả Kinh Thánh nói một câu rất lạ, đó là ông đã thấy và ông tin. Thấy thì có lẽ chúng ta như ông giống nhau, thấy không có Chúa Giêsu chết nằm đó, thấy băng vải được tác giả mô tả cuốn lại để một bên. Còn ông tin thì ông tin cái gì? Chẳng là tin không có Chúa? Tin không có Chúa thì không cần tin, đó là hiển nhiên. Chúng ta nghe đọc chúng ta không biết không có Chúa ở đó. Câu kết của bản văn ngày hôm nay thì cố gắng giải thích cho chúng ta rằng, thật vậy trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Cái câu cuối mà tôi vừa lặp lại đó là cái câu sau một thời gian chiêm nghiệm rất dài của Hội Thánh Tiên Khởi thì mới được viết ra. Bản văn Kinh Thánh Gioan mà chúng ta đọc có khoảng năm 110, 120 gì đó. Tức là sau khi biến cố của Chúa Giêsu chết và phục sinh gần 100 năm thì cái câu đó mới được viết ra. Tức là câu đó viết ra trong một cái kinh nghiệm của lòng tin. Ngay cái sự kiện mà hai tông đồ ngày hôm nay nói rằng các ông thấy và các ông đã tin, thì cái tin đó có phải rõ ràng một cách thanh thiên bạch nhật như chúng ta vẫn nghĩ? Ví dụ như nhìn lên thánh giá chúng ta thấy tượng Chúa Giêsu, chúng ta biết đó là Chúa Giêsu, có phải vậy không? Thưa không phải. Nếu mà rõ như vậy thì không có cần tin, ai cũng thấy rồi tin gì nữa. Tác giả thư Do Thái nói đức tin là cái điều mà chúng ta mong và vì đó mà chúng ta hy vọng tiến tới. Đó là cái điều chúng ta tin. Đức tin là như vậy. Ở đây các tông đồ tin Đức Giêsu sống lại. Và trong những ngày sắp tới, trong tuần Bát Nhật này, chúng ta nghe đọc các bản văn Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều trình thuật về việc Chúa Giêsu sống lại. Các ông một mặt đã tin Chúa Giêsu sống lại, nhưng khi Chúa Giêsu hiện ra với các ông, các ông vẫn hồ nghi, vẫn sợ hãi, thậm chí còn tưởng đó là ma. Đó, cái đức tin của các tông đồ, của những người đầu tiên trao lại cho chúng ta là thế. Nó mong manh lắm, có vẻ nó không thuộc về sở hữu của con người chúng ta, nó không nằm trong gọn lòng bàn tay để chúng ta có thể nắm một cách chắc chắn được. Và đức tin đó chỉ có thể nhận ra được bởi sự hiện diện của chính Đức Kitô ở trong mình, và Ngài làm cho mắt chúng ta bừng sáng. Nhìn ngôi mộ trống, ông đã tin. Ở xã Eua, huyện Rông Ba, tỉnh Gia Lai, có một anh trưởng cộng đoàn tên là Amanim. Ama tức là ba, Nim tức là người con lớn. Amanim tức là ba của thằng Nim. Anh đó, anh không có đạo. Một hôm anh mở radio, anh bắt được một đài nói về đạo, nói về Chúa Kitô. Anh nghe tự nhiên anh cảm thấy anh phải đi tìm. Thế là anh tắt đài, bỏ anh đi tìm quanh vùng của ông, qua trong làng thì không ai có đạo, rồi cả xã đó cũng không ai có đạo. Anh bắt đầu lan man đi qua xã khác. Cứ sau những ngày đi, những giờ đi lao động xong là anh lại đi tìm xem có ai có biết về ông Giêsu không, cái ông Giêsu mà cái đài đã nói không. Và cuối cùng anh tìm được một anh. Anh này là một anh công giáo, rửa tội lâu rồi và đang rối đạo. Đang rối đạo, bỏ nhà thờ, nhà thánh lâu lắm rồi, vợ chồng đang rối. Anh này đến và nói với anh này, anh biết về ông Giêsu, về Chúa Giêsu thì anh nói cho tôi nghe đi. Anh này nói tôi tội lỗi lắm, tôi không có nói được và tôi cũng không biết gì để nói cả. Sau đó anh này nói rằng là, à nhưng mà đây khoảng 30 cây số có một ông cha, ông nói tiếng Gia-rai hay lắm, mà ông có thể nói cho anh nghe về Chúa được, tôi dắt đi. Đó là hai ông dắt nhau đi lên trên thị xã Asunba,
Ở nơi đó, lúc đó là cha John Bautista, Nguyễn Văn Phán, ngài đang là cha giám đốc trung tâm truyền giáo cho Rato Lúi ở đó. Thì đến gặp cha Phán, thì ông Amanim bảo rằng là: thưa cha, xin cha vào làng chúng con để nói cho chúng con nghe về Chúa Giêsu. Cha Phán nói: không có được đâu, tôi vừa vô trong đó là công an nó bắt liền, không có cho vào. Vì công an nó họp trên tỉnh, nó nói là huyện Rông Ba là huyện trắng tôn giáo, kể cả Phật giáo cũng không có, chứ đừng có nói công giáo. Trắng tôn giáo đó là một thành tích, không có. Anh này nói: bây giờ con phải làm sao? Con muốn biết Chúa Giêsu. Cha Phán nói: thôi bây giờ anh ở đây với tôi một tuần, tôi sẽ giúp cho anh gặp Chúa Giêsu, rồi anh về làng anh muốn làm gì anh làm. Thế là anh ở một tuần với cha Phán. Cha Phán giúp anh tĩnh tâm một tuần. Sau tĩnh tâm xong, cha Phán đặt tay cầu nguyện: sai anh đi, anh về làng anh đi. Anh về làng và bắt đầu anh bắt đầu cầu nguyện một mình. Rồi sau đó gia đình anh ngạc nhiên, không biết tại sao anh này lại cầu nguyện. Mới hỏi anh giải thích cho vợ, cho các con. Thế là vợ và các con xin cầu nguyện chung với anh. Rồi khi cầu nguyện đông người như vậy, bắt đầu anh cũng được cha Phán cho tập kinh thánh và quyển sách thánh ca, bắt đầu mở ra hát và đọc kinh thánh. Những nhà xung quanh nghe cái gia đình này hát cái gì lạ quá. Nó không phải mấy cái bài ngày xưa hay hát, cũng không có phải mấy cái bài mà trên radio hát. Thế là họ chạy qua nghe. Và bắt đầu cứ người gần báo cho người xa, đến dần đến dần. Khi mà tôi tiếp nhận địa sở đó vào năm 2005, thì ở riêng cái xã E Ua đó là có khoảng 400 người đã rửa tội. Khi anh bắt đầu tin Chúa và người ta bắt đầu rửa tội, thì công an bắt đầu bắt anh, bảo anh là truyền đạo bất hợp pháp. Anh kêu: tôi có phải là linh mục đồ truyền đạo bất hợp pháp? Và khi lúc anh bị bắt là anh chưa rửa tội nữa. Rửa tội, tôi còn chưa rửa tội nữa mà truyền giáo gì? Nhưng mà họ vẫn cứ bắt. Và anh bị nhốt tù 3 năm. Nhưng mà khi trong tù trở về, anh kể rằng trong tù con rất là vui, bởi vì có nhiều người lại tiếp tục hỏi về Chúa với con lại tiếp tục cầu nguyện với họ. Và khi anh về, anh tiếp tục làm trưởng cộng đoàn. Không thấy Chúa Giêsu đâu cả. Công an nhìn không thấy Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta có đến, chúng cũng thấy Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta thấy cái đức tin của người ta đó, thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi: cái gì làm cho cái anh Amanim đó có thể hạnh phúc vì cái đức tin của mình, đến mức độ bị tù 3 năm về rồi vẫn tiếp tục hạnh phúc vì cái đức tin đó, vẫn tiếp tục làm chứng cho những người chưa biết Chúa? Đôi khi chúng ta bị khoa học thực nghiệm lấn chiếm vào suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta cũng dễ dàng hùa theo cái suy nghĩ của khoa học thực nghiệm. Cái gì không thấy được, cái gì không sờ được là không có. Chúa thì chúng ta không thấy bằng mắt được, không sờ được bằng tay, nên chúng ta nói không có. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta có hàng loạt những cái đâu có sờ được nhưng vẫn phải tin là có. Ví dụ như dự báo thời tiết 3 ngày nữa có bão. Nếu cái dân vùng biển đó mà không chạy thì sẽ bị bão ập vô cuốn trôi. Thì cái dân vùng đó có bỏ chạy không? Bão có thấy đâu chưa mà. Phải tin. Có những cái không thấy nhưng vẫn phải tin. Bởi vì đó là sự hiển nhiên. Chúng ta cứ tưởng rằng cái đầu mình nó vĩ đại lắm, con mắt mình nó nhìn xa lắm. Các nhà khoa học nói rằng là mắt chúng ta nhìn tối đa có thể được 3 cây số, nhưng mà không có thấy rõ. 1 cây số ai mắt tinh thì có thể thấy hơi mờ mờ rõ rõ, còn trong vòng 500 mét trở lại, những ai mắt tinh thì có thể thấy rõ. Giới hạn của chúng ta bấy nhiêu thôi, khả năng của chúng ta bấy nhiêu thôi. Nhưng chúng ta hay đặt ra vấn đề không thấy, không tin, không sờ, không tin. Chính cái điều đó tước đi cái khả năng lớn mà khi Thiên Chúa dựng nên ngày ban cho chúng ta, đó là đức tin. Các tông đồ thấy ngôi mộ trống và các tông đồ đã tin. Chúng ta ngày hôm nay
thấy cộng đoàn của chúng ta quy tụ ở đây vào ngày Chủ nhật, chúng ta cũng tin. Nhưng sẽ đến lúc từng người chúng ta sẽ phải trả lời với những người xung quanh của chúng ta rằng: anh chị ông bà hãy nói cho tôi nghe về cái niềm tin mà ông bà anh chị đang mang, nó như thế nào, tôi muốn thấy. Thì lúc đó ông bà anh chị em sẽ kể cho người ta về đức tin của mình như thế nào. Nghe có vẻ như là một thách thức, nhưng thật ra rất đơn giản, không có phải là một thách thức khó trả lời đâu. Chúng ta có thể lượng lại đời sống của mình, đánh giá lại đời sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta tin cái gì và thực sự chúng ta đang sống đức tin làm sao. Ví dụ như giờ này, buổi sáng ngày Chủ nhật vào lúc 8:30, với một người mà không có đức tin thì họ làm gì? Có thể đang ngủ, có thể đang xem tivi, có thể đã bắt đầu đi mua sắm, hoặc có thể làm một hoạt động gì khác mà theo ý muốn của họ. Còn chúng ta dành để đi lễ. Mà cái giờ này là cái giờ tạm gọi là cái giờ quý nhất của ngày. Chỉ cái đó thôi thì chúng ta cũng thấy rằng là hình như có một cái gì đó nó lớn hơn giấc ngủ, lớn hơn việc đi mua sắm, lớn hơn việc đi chơi với bạn bè ở nơi đây. Đó là dấu hiệu của đức tin có nơi chúng ta. Hoặc là trong mỗi biến cố cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta hoảng hốt trước một sự kiện mà chúng ta thấy mình không đủ sức vượt qua ngay lúc đó, và chúng ta bộc phát gọi: Chúa ơi, cứu con. Chúng ta không nói: mình ơi cứu mình đi, tôi ơi cứu tôi đi. Không. Mà chúng ta nói: Chúa ơi cứu con, trời ơi cứu con. Dấu hiệu đức tin. Dấu hiệu đức tin. Và nếu chúng ta còn kể thì chúng ta còn hàng loạt dấu hiệu đức tin nhất trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta lại dễ dàng để cho những dấu hiệu đức tin đó bị cuốn trôi đi. Bị cuốn trôi đi rất nhanh. Để rồi chúng ta trở lại với đời sống bình thường như là một người không có đức tin. Chính vì thế mà đôi khi bị người ta chất vấn về đức tin thì chúng ta cảm thấy rằng không biết đức tin mình có thật không, không biết điều mình tin có đáng để tin hay không. Cá nhân tôi trong sứ vụ của mình thì tôi thấy rằng nếu mà mình không tin thì mình không thể thi hành sứ vụ được. Năm 2005 khi tôi về cái địa sở mà tôi vừa kể có anh Amanim đó, cái địa sở đó từ trước năm 2005, trước khi tôi đến đó, thì hoàn toàn không có cha nào vào đó làm lễ thường xuyên hết. Riêng cha Phán ở đó độ khoảng 20 năm thì ngài chỉ vào đó được khoảng 3 đến 5 lần gì đó làm lễ mà thôi. Mặc dù nguyên một cái cộng đoàn của cả một cái huyện đó là có tới 3.000 giáo dân, riêng một cái xã mà nãy tôi nói là hơn 4.000 giáo dân. Thì lúc tôi đến thì tôi nói với đức cha rằng là: con mới chịu chức, con có biết gì đâu mà đức cha đưa vô con một cái vùng quá rộng, rộng khoảng gấp rưỡi Sài Gòn này, trên 4 huyện. Đức cha mới nói tôi rằng là: tôi sai cha đến đây không phải để cha làm, mà để cha làm chứng là Chúa làm. Và từ lúc đó tôi thấy rằng là như vậy là tôi đi chơi, tôi sẽ đi trong cái sự vui mừng để nhìn xem coi Chúa làm được chuyện gì trên mảnh đất mà tôi sợ. Và khi tôi đến một thời gian ngắn thì tôi biết rằng là trong cái huyện Rong Ba đó, nó đang có một cái tình trạng rất là không ổn định về đức tin, có nhiều mặt hải tư quá và nó gây khó khăn cho cộng đoàn, gây chia rẽ rất nhiều cho cộng đoàn. Và lúc đó tự nhiên bộc phát, tôi suy nghĩ và tôi nghĩ rằng là sở dĩ mà không có
Sở dĩ mà nơi đó nó có quá nhiều mặc khải tư là bởi vì ở đó nó không có mặc khải công. Không có mặc khải công nên mặc khải tư xuất hiện thôi chứ có gì đâu. Vậy khi nào có mặc khải công thì mặc khải tư hết. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi có một lý luật nó chẳng có thần học chút nào cả, mà rất là vô duyên như thế. Và tôi nói mặc khải công bây giờ là gì? Là thánh lễ, là mặc khải công. Thế là tôi gọi mấy anh trưởng cộng đoàn trong đó ra với tôi. Tôi bảo rằng bây giờ tôi vào trong đó làm lễ được không? Mấy ông dám không? Họ kêu dám. Thế là tôi với họ sắp xếp một buổi trưa thứ bảy chúng tôi vào trong đó dân lễ. Vào dân lễ xong thế cũng không có vấn đề gì, tôi hẹn tuần sau tôi vào dân lễ nữa. Và tôi làm như vậy được một tháng. Thì một hôm ngày trưa thứ bảy tôi đang dân lễ, thì tôi thấy giáo dân xôn xao, tôi cũng không biết. Tôi vẫn cứ dân lễ bình thường, có những có chuyện gì mà tôi có biết chuyện gì đâu. Sau khi dân lễ xong thì một anh trưởng cộng đoàn bảo rằng: cha ơi, cha ra nhà sau đi, công an ngồi đợi cha. Tôi ra ngồi thì họ đã viết biên bản sẵn rồi. Họ đọc cho tôi nghe. Họ nói: bây giờ lên mục ký vô đi rồi lên mục về. Tôi cũng đơn sơ, ai ký là tôi biết tôi ký thôi. Tôi ký xong rồi tôi hỏi mấy ông là: tuần sau vào thứ bảy giờ này mấy ông có rảnh không? Mấy ông này mới hỏi: có chuyện gì về linh mục? Vì tuần sau giờ này tôi đến dân lễ, không đến lập biên bản nữa. Tôi về tuần sau tôi đến. Tôi dân lễ xong mấy ông cũng đến lập biên bản nữa. Và đến ba lần thì mấy ông nộp hồ sơ lên tỉnh kiện tôi trên tỉnh, nói rằng là ông Thanh vào trong rong ba gây rối loạn trật tự trị an và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xin tỉnh có biện pháp trục xuất. Tỉnh mới cử anh phó phòng PA38 của tỉnh xuống làm việc với tôi. Anh này thì tôi đã gặp mặt vài lần. Khi mà anh này vừa xuống gặp tôi thì anh này nói ngay: ông Thanh, ông làm cái gì trong Đông Ba mà để nó kiện cáo ông tùm lum lên tỉnh? Mình cũng nghĩ không biết chuyện gì, nhưng mà mình nghĩ chắc chỉ có chuyện lẻ thôi, nên tôi nói thì tôi làm lẻ chứ làm cái gì. Ông này ông bảo rằng là làm lẻ thì cũng có phép có tắc, có nơi có chốn, chứ không phải lúc nào ông cũng làm được. Không biết lúc đó là như thế nào đó, miệng tôi bộc phát ra tôi nói như thế này: ông gom các cái biên bản đó lại dùng tôi, rồi trao cho bề trên của tôi, mai mốt tôi chết lấy cái đó làm điếu văn cho tôi, chứ không có cái nào khác làm điếu văn đâu. Không biết sao tôi nói như vậy. Rồi sau đó ông cười cười ông đi về. Ông về rồi ông nói sao với tỉnh rồi với huyện hay sao không biết. Nhưng từ đó về sau bất cứ chỗ nào tôi làm lễ trong cái huyện đó thì không ai thắc mắc điều gì nữa cả. Không tin không được. Không có Chúa không có điều đó xảy ra. Nhìn ngôi mộ trống các ông đã tin. Nhìn những sự kiện, những dấu hiệu đó, chúng ta cũng phải tin có Chúa thật sự, Ngài đang sống và Ngài đang ở với chúng ta. Tôi ước ao tất cả mọi người trong chúng ta hãy dành giờ để đọc lại kinh nghiệm của cuộc đời của mình trong tương quan với Chúa. Để một lúc nào đó từng người trong chúng ta cũng có thể đứng lên nói với giữa cộng đoàn rằng là: đúng, tôi tin có Chúa. Bởi vì Chúa đã can thiệp trong đời sống của tôi, Chúa đã can thiệp vào những biến cố trong cuộc đời của tôi. Để nhờ đó mọi người của chúng ta không chỉ là những người tin để rồi cứ ngồi đây nghe các cha giảng, nhưng mà là tin, là ra đi loan báo cho mọi người biết rằng Đức